Chào mừng 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong tuần qua, Liên đoàn Lao động quận 6, quận Phú Nhuận và huyện Nhà Bè đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho nữ đoàn viên công đoàn và người lao động. Sáng ngày 3 tháng 3 vừa qua, Liên đoàn Lao động quận 6 đã tổ chức chương trình họp mặt nữ công nhân viên chức lao động quận 6 với chủ đề Tháng 3 yêu thương. Đến tham dự có đồng chí Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố và gần 250 nữ công nhân viên chức lao động. Chương trình diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa dành cho các nữ đoàn viên, công nhân viên chức lao động như cắt tóc, khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, những gian hàng bán các sản phẩm với giá bình ổn, gian hàng áo dài trao gửi yêu thương. Bên cạnh đó, chương trình còn tuyên dương và trao tặng bằng khen và quà cho 86 nữ công nhân viên chức lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà. Hôm nay khi tham gia được cái quầy khám sức khỏe miễn phí thì tôi cảm thấy là tôi rất là vui. Công đoàn thành phố cũng như là Liên đoàn Lao động quận 6 cũng đã tạo điều kiện rất là tốt cho công nhân viên, công đoàn viên cũng như bản thân tôi là rất là nhiều động lực về chăm lo, về quyền lợi, về tinh thần. Nên đó là một cái động lực để tôi tiếp tục làm việc và cống hiến. Ý nghĩa của cái chương trình này rất là hay. Tôi nghĩ là nó nhân văn, nó mang tính là công tác xã hội từ thiện và chăm lo cho đoàn viên công đoàn cũng như là viên chức người lao động. Trong năm 2024 thì đối với những hoạt động của công đoàn thì chúng tôi sẽ tích cực tham gia các phong trào do công đoàn cấp trên phát động, và cũng từ đó là những động lực để chúng tôi tham gia nhiều hơn và hiểu biết nhiều hơn, cùng chia sẻ với lại những người lao động khó khăn hơn. Dịp này, Liên đoàn Lao động quận 6 cũng đã tặng quà cho 38 công nhân viên chức có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.